Dạ, sếp cho gọi em ạ. Ờ, giờ này là giờ nào nhỉ? Dạ, bây giờ là... Ngày này là ngày nào? Dạ, hôm nay tháng là... này là tháng nào? Năm này là năm nào? Ấy vậy mà công trình cậu vẫn chưa xong. Cậu có biết đấy là cái công trình gì không hả? Hả? Dạ... Dạ biết ạ. Dạ, báo cáo sếp công trình này là công trình nhà vệ sinh, một công trình thế kỷ, làm ra để chào mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty mình ạ. Vậy ngày mai là ngày kỷ niệm rồi đấy. Giấy mời tôi đã mời khắp nơi đến tận tay, cấp trên, cấp dưới, kể cả cấp nhỡ nhàng. Ấy vậy mà cái nhà vệ sinh cậu vẫn chưa làm cho nó được đàng hoàng. Em không biết à? Cậu là chủ công trình, cậu không biết, ai biết vào đây? Hả? Sếp ơi, sếp cứ bình tĩnh để nghe em giải thích thế này. Dạ, chả là chẳng mấy khi cơ quan mình có được cái miếng ngon như cái nhà vệ sinh ấy. Em mà đớp một mình ấy thì là anh em người ta dị nghị, người ta nói ra nói vào. Thế cho nên là em đã chuyển lại cho bên phòng hành chính sơi rồi. Em chỉ quệt tí thôi ạ. Cái nhà vệ sinh mà cậu bảo là cái miếng ngon để cậu chia nhau để cùng sơi. Cậu cứ vòng vo cứ như là cái dây mai so bọn trẻ con nó kéo co ấy. Cậu định để tôi đeo cái mặt mò à? Dạ không ạ. Bây giờ là như thế nào? Khổ quá thì có cái gì đâu, đơn giản là em đã nhường cái gói thầu đấy cho bên phòng hành chính rồi ạ. Gọi bên phòng hành chính đến đây. Dạ vâng ạ. Dạ, báo cáo sếp cho gọi trưởng phòng hành chính có mặt ngay ạ. Không phải là cho gọi, mà phải là phát lệnh truy nã cậu. Ấy, sao sếp lại dùng từ nặng nề đến thế? Em có tội tình gì đâu mà truy nã. Không có tội gì à? Vâng ạ. Cái tội của cậu là cái tội ăn mãi cái nhà vệ sinh mà không hết. Tại sao giờ này vẫn chưa xong? Hả? Tại sao vẫn chưa xong? Hả? Nó sao đấy? Dạ, báo cáo sếp, em mắc một cái tật từ bé là cứ hễ bị quát to là mật nó chạy lung tung. Không hiểu là đến đoạn nào rồi đây ạ. Dừng lại! Quát đến đâu mà vẫn còn chạy? Cậu đùa với tôi đấy à? Dạ đâu ạ. Có đúng là cái anh trưởng phòng bảo vệ nhường cái nhà vệ sinh cho cậu không? Ơi dạ, sếp bình tĩnh dạ. Cứ mỗi lần tức lên là mặt sưng vù, cứ như bị bệnh thận ý. Báo cáo sếp là quả đúng là trưởng phòng bảo vệ có nhường công trình nhà vệ sinh lại cho phòng hành chính. Nhưng mà em nghĩ là miếng ngon ai lại ăn cả? Ăn một mình đau tức là một mình cực thân. Dạ, em mà nuốt trôi cả cái nhà vệ sinh thì tức cổ nổ hầu rồi cũng chết thôi ạ. Cho nên em mới nhường công trình nhà vệ sinh lại cho phòng tổ chức. Coi như là hòa thơm mỗi người ngửi một tí. Cái nhà vệ sinh mà người thì bảo là miếng ngon, dạ. Mỗi người sơi một ít. Bây giờ đến cậu thì bảo hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Dạ. Ngửi gì mà ngửi lâu thế? Hả? Tại sao giờ này vẫn chưa xong? Ôi dạ, báo cáo sếp, chắc là do công trình nhà vệ sinh ấy thơm quá, cho nên anh trưởng phòng tổ chức cứ giữ lại để ngửi đấy ạ. Trời ơi, gọi ngay cái anh trưởng phòng tổ chức ngửi mãi không hết mùi thơm. Liên đi gặp tôi. Dạ, báo cáo sếp ạ. Không cần báo cáo, mà gà vịt cũng không cần phải báo cáo. Tóm lại là con lạy bố, con xin bố. Bố nói luôn cho nó nhanh. Bố có chuyển cái nhà vệ sinh cho ai nữa không bố nói? Dạ, báo cáo sếp. Sếp quả là liệu việc như thần. Đến Khổng Minh sống lại thì cũng đến thế là cùng rồi ạ. Dạ, thưa sếp, với cái tinh thần là tình cảm là nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách. Cho nên em đã nhường cái công trình quan trọng này cho một người có khả năng chuyên môn cao. Cậu ta có rất nhiều kiến thức về nhà vệ sinh. Tôi đã lại trình bày dài rồi, tóm lại đó là ai? Trưởng phòng kỹ thuật ạ. Rồi biết ngay mà đấy. Gọi ngay trưởng phòng kỹ thuật đến gặp tôi. Em có em. Đâu? Cái gì đâu ạ? Đầu cái đầu cậu ấy. Tôi hỏi những người mà cậu bán tiếp cái nhà vệ sinh đâu? Báo cáo sếp là em còn mỗi cái quần đùi thì còn bán được cho ai nữa. Báo cáo sếp, em làm đấy ạ. Em tự thi công đấy. Thế là dừng lại ở cậu à? Vâng. Ôi trời ơi, mày nhẹ người quá. Thế này, thế tại sao giờ này vẫn chưa xong? Xong cái gì xong ạ? Này, cậu mà vớ vẩn nhá, tôi sẽ cách chức cậu luôn nhá. Sếp bình tĩnh, sếp ơi. Để nghe em giải thích đã. Giải thích báo đi. Báo cáo sếp là tất cả mọi việc là đều hoàn thành rồi. Nhưng chỉ còn thiếu mỗi em một cái xí sổ, một cái xí bệt. Hai cái vòi hoa sen với một quạt hút thôi. Vâng. Thế bây giờ thì sao? Nhưng mà em kiểm tra rồi, ngân sách cạn kiệt, chẳng còn đồng xu nào cả. Em vẽ được đồng cuối cùng rồi. Ôi giời ơi, cái nhà vệ sinh mà 1 tỷ làm chưa xong, cậu ăn gì mà ăn dày thế hả? Wow, em có ăn dày đâu. Em ăn dày, em không hề dám quên ơn sếp. Báo cáo sếp nhá, chuyện đời đâu có đơn giản như thế. Cậu trưởng phòng bảo vệ này, trưởng phòng tổ chức này,
trưởng phòng hành chính này, mỗi ông cắt một miếng. Rồi em còn để riêng phần sếp, người công đầu em không nhâm động đến. Tôi không nói, tôi lệnh cho cậu, đúng 7 giờ sáng mai cậu phải hoàn thành, nếu không nhá. Thôi sếp ơi, 7 giờ sáng mai thì em chịu thôi. Thế chẳng nhẽ hết cách à? Dạ, em nghĩ kỹ rồi, em nghĩ kỹ lắm rồi. Dạ, tất cả các cách thì cuối cùng chỉ còn một kế nhỏ thôi. Kế gì? Dạ, báo cáo sếp, đây là một công trình trọng điểm. Đúng. Nên ta phải dồn tất cả nhân tài vật lực vào. Đúng rồi. Đây là một niềm tự hào để mà kỷ niệm ngày thành lập xí nghiệp ta. Quá đúng. Nên em mạnh dạn đề xuất một sáng kiến, đó là mình dừng toàn bộ lương của công nhân xí nghiệp trong tháng này, có thể là cả tháng sau, để lấy kinh phí dồn vào chỗ trống để giải quyết câu tồn đọng. Này, dừng lương của công nhân thì liệu có được không? Dạ, không có vấn đề gì cả. Lương công nhân tháng này thiếu, ta nhường tháng sau. Nếu tháng sau vẫn thiếu, ta để năm sau. Công nhân xí nghiệp mình toàn người tốt cả. Này, lúc bí mà nghe cậu nói thì thấy cũng có lý đấy. Có lý. Nhưng mà này, thế khoảng bao nhiêu nữa là đủ? Tổng chi là khoảng 300 triệu. Vâng. Có nghĩa là 1 tỷ 300 triệu xây cái nhà vệ sinh. Cậu nghe thấy có kinh không? Dạ không hề động kinh thế nào cả. Lúc này thì cũng phải chấp nhận thôi nhá. Nhưng mà này, cậu nhớ là phải có hóa đơn đỏ. Sếp thích màu gì em cho nó ruộng màu đấy luôn. Dạ, em sẽ cho làm luôn suốt đêm nay. Vâng. Thiếu công nhân ấy, em cho tất cả con cháu nhà em ở quê ra luôn. 7 giờ sáng mai hoàn thành mỹ mãn công trình. Tốt rồi, đi làm luôn. Vâng. Nhá. Vâng. Dạ. Yes sir. Thế nào, tất cả mọi việc đã xong xuôi chưa? Ôi xong xuôi hết cả sếp ạ. Dạ, tiệc tùng em lo chu đáo hoành tráng lắm. Thế sếp đâu rồi? Sếp em không biết. Để em hỏi trưởng phòng hành chính nhá. Đây rồi, trưởng phòng hành chính đây rồi. Ôi dạ. Cái gì đấy? Này. Thế công việc lo đến đâu rồi? Ui giời, dạ báo cáo sếp này, tôi tưng mừng quá anh em tươi. Mặt mũi hớn hở và trông đúng như bọn giờ rất là sáng thế nào. Dạ báo cáo sếp là cầu hoa băng rôn kè biển em cho căng suốt từ ngã 7 ngã 3. Dạ cử các anh em trẻ trung đứng ở ngoài điều xe điều khiển khách các thứ là vẫy tay chào từ xa. Có một số anh em là rất là chịu khó để chuẩn bị tập văn nghệ, có những tiết mục để chào mừng công trình kỷ niệm 15 năm báo cáo bác này. Ý thức tốt đấy. Ôi dồi ôi, chương trình hay lắm anh ạ. Em chưa thấy một chương trình nào hay như chương trình này. À em có định là để đúng cái lễ khai mạc ấy là anh em ra biểu diễn chào mừng đấy. Tốt quá, nhưng mà vâng này để ý đi, công nhân hát có tốt không? Úi dồi hát tốt, em solo solid, em kiêm cả lĩnh sướng luôn. Bác ngồi xuống, cần thiết để anh duyệt đi. Cùng nhau ta đi ơi à, cùng nhau ơi à ta đi. Cùng nhau ta đi cùng nhau ơi à ta đi ơi à ta đi. Dạ anh ơi, dạ thấy được không ạ? Được không ạ? Nhưng mà nói tóm lại là cậu hát từ nãy giờ tớ vẫn chưa thấy. Dạ thấy cái gì ạ? Mà cậu đi đâu? Dạ có ngay ạ. Toilet, cùng nhau ta đi ơi à toilet, ta đi ơi à toilet, ta đi ơi à toilet, cùng nhau ơi, ta ơi. Đi toilet. Ông đi toilet gì, ông đi lắm đấy, ông bị Tào Tháo đuổi à? Ơ kìa ông này, chủ đề chính của bài hát rồi đấy. Đi toilet thì lần đi lắm đấy. Ông này... Cùng nhau ta đi toilet ơi à, ta đi ơi à, cùng nhau. Thôi. Cùng... Này, cậu ơi. Nghe cái bài gì mà. Cùng nhau ta đi ơi à, toilet. Này, dạ. Cái công ty này chả làm cái gì, cứ rủ nhau đi toilet suốt thế à? Báo cáo về đấy là do công sức của một số anh em giả thức suốt đêm hôm, giả lắp suốt từ ca khúc này sang ca khúc khác mới được một bài như thế. Dạ bây giờ sếp bảo thế thì em biết nói thế nào với anh em bây giờ? Nhưng mà dạ, này, có định cho biểu diễn chào mừng không ạ? Thôi cắt ngay. Ôi dẹp. Này dạ. Sếp tổng mà nghe thấy tự nhiên là một cái xí nghiệp mà chả thấy làm ăn gì, suốt ngày rủ nhau đi toilet thì chết thì còn gì nữa. Thôi cắt ngay nhá. Dạ. À thôi, thế bây giờ là... Sếp tổng ạ. Sếp tổng đâu nhỉ? À đấy, em vừa thấy đây mà. Em cũng vừa thấy đây. Không hiểu. Tổng ơi, bác tổng ơi. Ôi trời ơi, sếp ơi. Gì đấy, cái gì đấy? Chết rồi. Cái gì ôi, ai chết? Ôi, chết rồi. Anh tổng à, Không phải là ông ấy chết. Sếp tổng,
đang trên đường đi lên đây. Thì lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, sếp tổng định rốt đa cái nhà vệ sinh một tí. Thế là bây giờ bị kẹt khóa, bị mắc kẹt ở trong đấy rồi, không ra được ạ. Tôi chết rồi, rồi. Tôi chết rồi. Sếp tổng có tuổi rồi mà kẹt ở trong ấy lâu có khi là tắc thở đấy. Đấy, khổ quá mà bây giờ không làm sao. Thế bây giờ cậu đi gọi ngay cái thợ khóa đi. Báo cáo sếp, công ty mình làm gì có thợ khóa hả? Không. À, thế được gọi thợ khoan bê tông. Khoan bê tông. Điện thoại nó ghi này trên tường đó kìa. Đúng rồi. Bấm liều lấy một thằng đấy. Dạ, bấm lấy một thằng đấy cho nó khoan đi. Giời ông này. Sao báo cáo sếp vừa xây xong mà đã phá luôn à? Phá luôn. Để phải phá luôn, cứu lấy tính mạng của anh ấy thì có lấy đâu ra người khai mạc. Giải thoát cho. Vâng. Dạ sếp trưởng luôn. Em đi phá luôn ạ. Ờ đi. Trời ơi. Thoát rồi. Sếp ơi, thoát rồi. Thoát rồi. Tốt quá. Em đã cho đập toàn bộ nhà cửa kính ở nhà vệ sinh. Sếp tổng treo lên cổ em. Chui ra. Báo cáo không máy bay chưa động chạm xuất sắc cái gì cả. À thế à. Bây giờ sếp tổng đâu rồi? Em đưa sếp tổng vào phòng hồi sức cấp cứu rồi. Vâng. Em mua bánh ngọt, bia, thuốc lá 3 số, rồi là sữa chua để sếp tổng tẩm bổ. Tốt. Em còn điều hai cô bé xinh nhất để đấm bóp massage cho sếp tổng. Tốt quá. Chui áo quá. Mình. Sếp tổng lại cho em là không có sếp cứ khai mạc. Tí nữa rồi là có vấn đề gì về báo cáo sếp sao? Kính thưa ông tổng giám đốc công ty nếu có. Ông là người anh. Người cán bộ thật thà, đầy tinh thần trách nhiệm. Ông cũng là một tấm gương để cho mọi người trong công ty tự soi, tự ngắm mình vào trong đó. Nếu như thấy mặt mình méo mó thì tự nắn lại. Anh ơi. Ừ. Tổng có ở đây đâu mà anh nói thế. Anh cứ nhấn mạnh về anh ấy thế thì chết. Anh ấy làm gì có ở đây, có mỗi bác phó ở đây thôi. Nhưng mà cậu ghi thế nào thì tớ cứ đọc thế. Ôi giời ơi, anh này anh nhấn mạnh thế thì chết. Bây giờ có ông phó đây thì bác phó ở đây thì anh phải nói với bác phó đi. Thế bây giờ nói như thế nào? Bây giờ thì cắt ông tổng đưa ông vào một xó rồi lắp ông phó vào. Kính thưa ông phó tổng giám đốc công ty nếu có. Có rồi. Kính thưa ông phó tổng giám đốc công ty có rồi. Ông là người anh, người cán bộ thật thà, đầy tinh thần trách nhiệm. Ông cũng là một tấm gương để cho mọi người trong công ty soi mình vào đó. Nếu thấy mặt mình méo mó thì tự nắn lại. Ôi trời ơi sếp ơi. Cái gì đây? Lại gì chết nữa đây? Ôi trời ơi. Sếp trưởng. Ừ. Sau khi được hồi sức cấp cứu, đang trên đường đi lên đây ạ. Tốt quá, khỏe lên. Không cần gì đâu. Đi sao? Đây thì là tốt thôi. Để sếp trưởng khai mạc luôn. Khổ quá, tốt cái gì? Sếp trưởng đi ngang qua cái nhà vệ sinh đấy, sếp trưởng lại dừng lại à? Dừng lại bị kẹt tiếp à? Không, lần này có vào đâu mà bị kẹt ạ. Lần này đứng ở ngoài ạ, tham quan anh em công nhân túm năm tụ ba ở đấy. Mà anh em công nhân túm năm tụ ba ở đấy thì lại để tham quan ạ. Tham quan cái gì? Tham quan bà đồng nát ạ. Ông nói cái gì? Ông nói quả nó ra đi. Tự nhiên tham quan bà đồng nát ở đấy. Dạ vâng ạ. Anh em công nhân túm năm tụ ba tham quan một bà đồng nát. Tự dưng chả hiểu ở đâu đi ngang qua cái nhà vệ sinh, bà ấy nhìn thấy có một khúc sắt lòi ra, thế là bà ấy kéo ạ. Dạ, mà không hiểu làm sao bà cứ kéo đến đâu thì cái tường nhà nó lại cứ nứt ra đến đấy ạ. Dạ, thế là anh em khoái quá cứ đứng nhìn cái tường nhà vệ sinh, thế còn sếp tổng lại đứng lại ngắm nhìn anh em công nhân. Bây giờ tất cả mọi người đều chứng kiến hết cái nhà vệ sinh nó đang chuẩn bị sập rồi ạ. Rồi hại tôi rồi còn gì nữa. Tất cả bây giờ chúng ta kéo đến đấy, nhanh chóng để xem sếp tổng có vào để còn cấp cứu. Nào tất cả đi theo tôi. Ôi giời ơi. Thưa quý vị và các bạn, vậy là câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi chỉ cần gói gọn trong hai chữ tham ô. Những con người này, họ đã tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để biến của công thành của tư, bất chấp mọi hậu quả. Thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy rằng rất nhiều những công trình đã bị phát hiện là kém chất lượng và nguyên nhân chính cũng chính là do tham ô và rút ruột công trình. Cả xã hội của chúng ta đang đấu tranh với căn bệnh trầm kha này. Và hôm nay, chương trình gặp nhau cuối tuần của chúng tôi cũng xin được góp một tiếng nói nhỏ trong cuộc đấu tranh chung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn vào sáng thứ Bảy tuần sau. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.